miếng dán thải độc có thực sự có công dụng hay là không? Hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá. Mình đã order một cái hộp miếng dán thải độc, một cái shop ở trên mạng. Thì giá tiền của nó là 70.000 đồng, chưa tính ship. Nếu mà ship thì tùy độ xa có thể lên tới hơn 100.000 đồng nhá. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá nó nhá. Các anh shipper có tâm, đóng hộp nó chắc quá nên là mình mở khó. Đây, được rồi. Nó đây rồi. Chưa biết là miếng dán như thế nào nhưng mà tạm thời mình sẽ đánh giá cho shop là 4 sao với cái gói có tâm. Với cái gói có tâm. Wow! Gói rất là chắc chắn, kỹ. Xem nào. 1 2 3 4 5. Vậy là với 70.000 đồng thì mình sẽ mua được 5 cái miếng dán thải độc như thế này đây. Suy ra thì nó khoảng là 12.000 trên một miếng. Tính ra thì rất là rẻ thôi. Nhưng mà nó có nhiều loại nhá. Mình có thể mua lẻ này và mua đóng hộp. Đóng hộp thì nó sẽ có loại là 10 miếng, 20 miếng rồi các thứ. Và đương nhiên giá tiền nó sẽ tích lên theo từng cái miếng dán. Bây giờ thì chúng ta cùng trải nghiệm xem nhá. Rồi, mọi người thông cảm cho phép mình được đặt bàn chân lên nhá. Sẽ phải áp cái miếng dán thải độc vào lòng bàn chân này, rồi cố định bằng cái miếng dán. Chân tiếp theo nhá. Vẫn làm như vậy thôi. Tách miếng dán này. Áp miếng thải độc vào. Rồi cố định. Các bạn nhìn nhá. Rồi, và bây giờ công việc của chúng ta là gì? Là chờ đợi. Và mình nghĩ là phải chờ đợi khá lâu đấy. Khoảng 3 và 4 tiếng sau chúng ta cùng gặp lại nhau để xem nó có tác dụng không nhá. Trong thời gian chờ đợi thì mình thử bóc tách cái miếng dán thải độc này ra xem là bên trong nó có cái gì nhá. Mình cũng rất là tò mò. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhá. Cái này nó giống như là cái cát ở trong cái đồng hồ cát ấy. Mình chỉ cho mọi người xem được thôi. Mình có chuẩn bị ít nước ở đây. Thì nhỏ vào xem. Khi chúng ta cho nước vào thì nó có cái mùi nó nồng hơn rất là nhiều. Kiểu như là cái mùi của cho bếp ấy. Các bạn ở quê thì chắc là sẽ biết cái mùi này. À, đơn giản như là khi mình đốt một cái đống lá ấy, xong mình ngửi cái mùi cho của nó là nó ra cái mùi này luôn ấy. Dính dính. A few moments later. Thời gian chờ đợi thì cũng khá là lâu rồi. Và cái cảm giác của chân mình thì bây giờ nó kiểu như là nó nóng ấy. Nó hơi nóng ở cái phần mà dán cái miếng dán này vào này. Và nó hơi bị nhức nhức, tê tê. Thì không biết đấy là có phải là cái tác dụng của cái miếng dán này không. Bây giờ chúng ta cùng bóc nó ra và xem kết quả nhá. Để xem nó đã hút được những gì rồi.
Rồi. Như mọi người có thể thấy thì miếng dán thải độc thì nó đã bị đen hết lại rồi. Và nếu như mà đây là thực sự là độc tố trong cơ thể của mình thì khả năng là mình bị hại đây. Tại vì trời ơi, sao lại uống lại nhiều độc thế? Cái bột ở trong đây nó cứng lại. Mình cắt cho mọi người xem. Đây là những cái phần mà nó chưa bị ướt đến. Nó vón cục thành những cái viên như thế này. Nó giống như là mình dán cái keo gỗ ấy. Thành phần của nó gồm những gì và nó có thực sự hút được độc tố từ trong con người mình ra hay không thì điều đó chỉ có những chuyên gia có chuyên môn mới đánh giá được. Theo thông tin tôi tìm hiểu được thì sản phẩm này chưa được đăng ký lưu hành ở trên Cục Quản lý Dược. Chính vì vậy mọi người phải cực kỳ là cẩn trọng, đừng để đã không hút được độc tố ra còn rước thêm bệnh vào người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Mọi người muốn Tom review thứ gì thì hãy để lại ở phần comment nha. À, nhớ tìm và follow kênh TikTok để ủng hộ cho Tom nữa nhá.